Bản tin cập nhật sáng ngày 9 tháng 11 Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố huy động mũi chiến đấu chống lại quân Nga Dù không giành được lợi thế trên không ở Ukraine, Nga vẫn tham gia triển lãm hàng không Chu Hải Ukraine bí mật hồi sinh siêu vận tải cơ lớn nhất thế giới Đảng Cộng hòa Mỹ dự kiến thành lập Ủy ban về Trung Quốc nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ Phân tích Lý do Trung Quốc từ chối tham dự lễ duyệt binh quốc tế do Nhật Bản tổ chức Số người giàu Trung Quốc trong danh sách tỷ phú sụt giảm nghiêm trọng Thu Lâm xin trân trọng cho đón quý vị cùng đến với bản tin cập nhật sáng ngày 9 tháng 11 của DKN News. Kính chúc quý vị có một ngày mới mạnh khỏe bình an. Và tiếp sau đây xin mời quý vị cùng đến với các nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin hôm nay như thường lệ sẽ là các tin tức cập nhật mới nhất về tình hình chiến sự đang diễn ra tại Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố huy động mũi chiến đấu chống lại quân Nga. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksiy Rednikov đã chế nhạo Moscow khi nói rằng trong phạm vi của dự án mũi chống lại người Nga, Ukraine có kế hoạch tuyển mộ tới 300.000 con muối vào hàng ngũ của lực lượng vũ trang. Trên Twitter của mình, ông Rednikov viết, Một cuộc huy động một phần đã được công bố ở Ukraine. Trong đó chúng tôi có kế hoạch tuyển mộ khoảng 300.000 con muỗi. Dự án có tên gọi hoạt động là muỗi chống lại người Nga. Trước đó, vào ngày 28 tháng 10, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Valery Nebensia, nói rằng máy bay không người lái của Ukraine có thể mang theo muỗi bị nhiễm virus nguy hiểm. Ông cho biết vào tháng 3, Quân đội Nga đóng tại Kherson đã phát hiện ra 3 máy bay không người lái, được trang bị thùng chứa 30 lít, có thể được sử dụng để phun các chất hoạt tính sinh học. Ông cũng nói rằng, Hoa Kỳ đã được cấp bằng sáng chế cho một máy bay không người lái có khả năng phát tán những con muối bị nhiễm virus nguy hiểm. Nebensia cho biết, theo mô tả, một chiếc máy bay không người lái như vậy vận chuyển một thùng chứa với một số lượng lớn muối vật mang mầm bệnh đến một khu vực được nhắm mục tiêu và thả chúng ra. Trong khi đốt, mũi truyền mầm bệnh cho người. Lời giải thích trực tiếp của ông nhấn mạnh rằng, một quân nhân bị nhiễm bệnh sẽ không thể thực hiện các nhiệm vụ được giao. Và ông kết luận, căn bệnh này có thể là một công cụ quân sự có giá trị hơn những vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại nhất. Ở một diễn biến khác, dù không giành được lợi thế trên không ở Ukraine, Nga vẫn tham gia triển lãm hàng không Chu Hải. Triển lãm hàng không Chu Hải lần thứ 14 của Trung Quốc sẽ được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 11. Mặc dù Nga chưa bao giờ có thể chiếm thế thượng phong trên chiến trường Nga-Ukraine, tuy nhiên, một số lượng lớn thiết bị máy bay trực thăng và hàng không cũng như vũ khí phòng không hiện đại vẫn được Nga trưng bày tại đây, bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay tiếp dầu trên không, máy bay vận tải thiết giáp trở quân và hệ thống tên lửa phòng không. Hãng truyền thông nhà nước Nga Sputnik đưa tin, Rosoboronexport, một công ty con của tập đoàn Rostec thuộc nhà nước Nga, đã trưng bày đầy đủ các loại máy bay quân sự của các công ty thuộc Rostec, bao gồm cả máy bay chiến đấu đa năng thế thứ 5 Su-57E, máy bay chiến đấu đa năng chức năng Su-35, máy bay ném bom chiến đấu Su-34, máy bay chiến đấu MiG-35 1 và hai chỗ ngồi. Ngoài ra, máy bay tiếp dầu trên không IL-78MK-90A và máy bay vận tải quân sự IL-76MD-90AE, phương tiện chiến đấu chủ lực của bộ đội nhảy dù cũng tham gia triển lãm. Theo Rosoboronexport, tâm điểm của khu trưng bày Nga tại triển lãm hàng không Chu Hải là trực thăng vũ trang K-52, trực thăng tấn công Mi-28 mà NATO định danh là Havok và trực thăng tấn công vũ trang Mi-171 ngoài các thiết bị hàng không, Rosoboronexport còn trưng bày các loại vũ khí phòng không, bao gồm hàng loạt bom dẫn đường và hiệu chỉnh trên không, tên lửa dẫn đường có khả năng tấn công hiệu quả các mục tiêu mặt đất, mặt nước và trên không, cũng như tên lửa có tầm bắn mở rộng vượt ra ngoài phạm vi của các hệ thống phòng không, bao gồm tên lửa phòng không S-400 Trium, NATO định danh là sa 21 Growler, hệ thống phòng không S-350E Vityaz và hệ thống tên lửa phòng không tor e 2 được biết đến là có hiệu quả chống các loại máy bay không người lái hiện đại. Hệ thống tên lửa phòng không E-E2. Ngoài ra, xe thiết giáp mặt đất cũng được trang bị tàu sân bay bọc thép đa năng BTR-MDM và xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-4M. Theo báo cáo, Rosoboronexport cũng sẽ cung cấp cho khách hàng các giải pháp đào tạo nhân sự hiện đại, với hy vọng, quảng bá mạnh mẽ các loại vũ khí và thiết bị quân sự mới nhất của Nga, cung cấp hoặc thực hiện sản xuất chung theo hình thức đối tác công nghiệp. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Ukraine bí mật hồi sinh siêu vận tải cơ lớn nhất thế giới Thưa quý vị, lãnh đạo công ty hàng không Antonov xác nhận đang hồi sinh mẫu vận tải cơ lớn nhất thế giới An-25 Ria tại địa điểm bí mật giữa lúc tình hình chiến sự diễn ra căng thẳng. Tờ Kyiv Independent hôm 8 tháng 11 dẫn lời quyền giám đốc tập đoàn Antonov của Ukraine, ông Zephen Havrilov, xác nhận với tờ Bill của Đức rằng công ty đang chế tạo một chiếc An-2 năm Maria thứ hai tại địa điểm bí mật. Máy bay sẽ được lắp thiết bị từ chiếc An-2 năm bị phá hủy trong không kích cùng các thiết bị mới, ông tiết lộ. Lãnh đạo tập đoàn Antonov nhận định, dự án chế tạo máy bay An-2 năm mới sẽ tiêu tốn khoản tiền khổng lồ lên đến 500 triệu đô la Mỹ. Chiếc phi cơ thứ hai này được mô tả là đã hoàn tất 30%. An 25 Maria do Antonov phát triển từ những năm 1980 nhằm phục vụ chương trình tàu vũ trụ con thoi Buran và hoạt động vận tải quy mô lớn của không quân Liên Xô. Trước khi tan rã, Liên Xô lên kế hoạch chế tạo hai chiếc An 25 Maria nhưng chỉ một chiếc hoàn thiện và hoạt động cho tới khi bị phá hủy trong trận pháo kích nhắm vào sân bay Antonov ở ngoại ô thủ đô Kyiv hồi tháng 2 năm 2022. Việc chế tạo chiếc An-2 năm thứ hai dừng lại năm 1994. Theo CNN, khung thân, cánh, đuôi và thiết bị mũi máy bay đã được hoàn thiện. Chiếc An-2 năm thứ hai mà Ukraine đang sản xuất được lắp ráp dựa trên phần khung chiếc máy bay bị bỏ giờ này. Bước sang tháng giao tranh thứ 9, ai là người phá hủy chiếc An-2 năm duy nhất hoạt động đến nay vẫn còn gây tranh cãi. Ukraine quả quyết Nga phải chịu trách nhiệm. Trong khi đó, truyền thông Nga cho biết lực lượng của họ đổ bộ sân bay Antonov bằng trực thăng, chiếm khu vực này chớp nhoáng và không có lý do gì họ lại bắn pháo vào khu vực mình kiểm soát. An hai năm nắm giữ 240 kỷ lục hàng không thế giới, trong đó có kỷ lục về chở khối hàng hóa đơn lẻ nặng tới gần 190 tấn, cũng như tổng tải trọng hàng hóa 253,8 tấn, tức lớn hơn tổng trọng tải Ba máy bay vận tải chiến lược của quân đội Mỹ là C-17 Global Master 3 hơn 70 tấn, C-5 Galaxy khoảng 80 tấn và C-130 khoảng 20 tấn cộng lại. Dù khả năng vận tải ưu việt, nhưng An-2 năm có chi phí vận hành tốn kém. Ước tính mỗi giờ bay của nó tốn hơn 20 tấn nhiên liệu, tương đương với hơn 6.700 đô la Mỹ. Do vậy, nó chỉ được sử dụng để thực hiện những sứ mệnh đặc biệt. Tiếp theo là một thông tin tới từ nước Mỹ. Đảng Cộng hòa Mỹ dự kiến thành lập Ủy ban về Trung Quốc nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Trước cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ vào ngày 8 tháng 11, các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện cho biết họ có kế hoạch thành lập một ủy ban đặc biệt để đối phó với các thách thức khác nhau từ Trung Quốc nếu họ giành được đa số quốc ghế trong cuộc bầu cử này. Theo kế hoạch bầu cử của Mỹ, tính đến tối ngày 7 tháng 11, ít nhất 43 triệu người Mỹ đã hoàn thành việc bỏ phiếu trước thời hạn. Nhiều cuộc thăm dò ý kiến dự đoán khả năng cao, Đảng Cộng Hòa sẽ nắm quyền kiểm soát Hạ viện. Theo trang web thăm dò của Mỹ, Point 38, có 80% khả năng Đảng Cộng Hòa sẽ giành được nhiều ghế hơn Đảng Dân Chủ, từ 1 đến 33 ghế. Đảng Cộng Hòa sẽ chiếm đa số trong Hạ viện, nhưng Thượng viện vẫn đang bế tắc. Politico đưa tin hôm thứ Hai ngày 7 tháng 11. Tờ báo dự đoán Đảng Cộng hòa nắm đa số ghế trong Hạ viện sẽ chặn chương trình nghị sự lập pháp của chính quyền Biden và Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, Đảng viên Cộng hòa hy vọng sẽ hợp tác với Đảng viên Dân Chủ trong các vấn đề liên quan đến Trung Quốc và đạt được sự đồng thuận của hai đảng về việc thúc đẩy chính sách. Dân biểu Rep Mike Gallagher, wi một đảng viên Cộng hòa từ Wisconsin, nói rằng nếu Đảng Cộng hòa giành được đa số ghế tại Hạ viện sau cuộc bầu cử, Họ có kế hoạch thành lập một ủy ban đặc biệt chống lại chính quyền Trung Quốc để hợp nhất các ủy ban của Hạ viện nhằm đối phó hiệu quả với những thách thức do chính quyền Trung Quốc đặt ra. Ông Gallagher nói với VOA. McCarthy, dân biểu Kevin McCarthy hy vọng thành lập một ủy ban đặc biệt về Trung Quốc khi ông ấy trở thành chủ tịch quốc hội. Tôi nghĩ đó sẽ là một kế hoạch tuyệt vời. Đó sẽ là một cách hiệu quả để hợp nhất các ủy ban khác nhau vì các vấn đề về Trung Quốc liên quan đến nhiều ủy ban khác nhau. Do đó, chúng tôi cần một ủy ban đặc biệt như thế để vượt qua khỏi sự phân chia của các ủy ban. Đó là những gì chúng tôi làm ở Hạ viện. Hiện ông Gallagher phục vụ trong Ủy ban Dịch vụ Vũ trang và Ủy ban Tình báo Hạ viện. Ông nhấn mạnh thêm rằng, Ủy ban Trung Quốc sẽ tương tự như một phiên bản nâng cấp của lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc, chỉ bao gồm các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện. Trên thực tế, các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã nhiều lần bày tỏ rằng Họ hy vọng sẽ thành lập một ủy ban các vấn đề Trung Quốc lưỡng đảng tại Quốc hội. Khi lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện McCarthy tuyên bố thành lập lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc vào tháng 5 năm 2020, ông đề cập rằng ban đầu họ dự định bắt tay với Đảng Dân Chủ thành lập tổ công tác này để thảo luận về các vấn đề Trung Quốc. Nhưng lãnh đạo Đảng Dân Chủ đã rút lại quyết định tham gia lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc vào phút cuối. Tờ The Washington Post, các đảng viên Dân Chủ vào thời điểm đó lo ngại rằng vấn đề Trung Quốc đã bị chính trị hóa quá nhiều. Sau đó, lãnh đạo Đảng Cộng hòa McCarthy tuyên bố thành lập lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc của các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện và bổ nhiệm hạ nghị sĩ Michael McConnell, đảng viên Cộng hòa làm chủ tịch của Ủy ban đối ngoại Hạ viện. Bloomberg News đưa tin vào cuối tháng trước rằng, nếu ông giành được Hạ viện, các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa đã cam kết thành lập một tiểu ban để điều tra mối đe dọa từ Trung Quốc và nguồn gốc của virus corona. McCarthy cho biết trên kênh truyền hình Fox News vào ngày 30 tháng 10 rằng Công việc của Ủy ban đặc biệt về Trung Quốc như vậy sẽ bao gồm việc điều tra các cáo buộc của các công ty Hoa Kỳ về hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ của Trung Quốc và nỗ lực của Trung Quốc nhằm thống trị các ngành công nghiệp chủ chốt. Các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã tổ chức một cuộc họp báo vào đầu tháng 9 và tuyên bố sẽ có lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc nếu họ giành được đa số ghế trong quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. McCarthy nói, trong 50 năm, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tấn công đối sống, nền kinh tế, việc làm, công ty, văn hóa, chế độ và tương lai của nước Mỹ chúng ta. Hiện chưa rõ kế hoạch khai triển cụ thể của Ủy ban về Trung Quốc do Đảng Cộng hòa hoạch định sẽ như thế nào. Theo The tin: theo một người quen hiểu rõ kế hoạch này tiết lộ, Ủy ban dự kiến sẽ tập trung vào các vấn đề đối nội cũng như các vấn đề liên quan đến kinh tế và công nghệ. Một số ủy viên thường trực có quyền truy cập thông tin mật sẽ lãnh đạo các vấn đề liên quan đến lực lượng quân đội. Phân tích Lý do Trung Quốc từ chối tham dự lễ duyệt binh quốc tế do Nhật Bản tổ chức Nhật Bản gần đây đã tổ chức một cuộc duyệt binh quốc tế trên biển với 18 tàu của 12 quốc gia tham gia. Đáng ngạc nhiên là mặc dù chính quyền Trung Quốc đã được mời tham gia nhưng lại từ chối có mặt. Một số chuyên gia cho rằng Trung Quốc không tham dự vì cuộc diệt binh này nhắm vào Bình Nhưỡng và Bắc Kinh. Ngày 6 tháng 11, Lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản đã tổ chức duyệt binh hàng hải quốc tế tại vịnh Sagami, phía nam tỉnh Kanagawa, gồm 18 tàu đến từ 12 quốc gia trong đó có Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Singapore, Indonesia. Mỹ và Pháp và các nước khác cũng cử máy bay chiến đấu tham gia. Tuy nhiên, ngoại giới nhận thấy Hàn Quốc cũng được mời và đã cử tàu chiến tham dự. Điều này được cho là sẽ giúp cải thiện quan hệ Nhật-Hàn. Lần này Nhật Bản đã không mời Nga, nước đã tấn công Ukraine nhưng lại mời Trung Quốc tham gia. Tuy nhiên, chính quyền Bắc Kinh cuối cùng đã thông báo cho phía Nhật Bản rằng Trung Quốc sẽ không cử tàu chiến tham gia. Một số phương tiện truyền thông đã giải thích rằng, bởi vì cuộc duyệt binh ở Nhật Bản là nhằm vào Trung Quốc và Triều Tiên. Trong một cuộc phỏng vấn với AFA, Đại tá Hải quân đã nghỉ hưu của Đài Loan, Dương Vũ Thắng nói rằng, trong những năm gần đây trong cuộc đối đầu giữa hoa kỳ và trung quốc hoa kỳ còn có việc phải làm do vậy trong chuỗi đảo đầu tiên nhật bản đã thay thế vai trò của hoa kỳ ở một mức độ nào đó điều đặc biệt là lần duyệt binh này có sự tham gia của hàn quốc quân đội trung quốc được mời nhưng lại không tham gia ông dương vũ thắng đặt câu hỏi tại sao lại như vậy trung quốc còn cân nhắc điều gì điều này đáng để ngoại giới tiếp tục quan sát nhà bình luận quân sự đài loan trần quốc minh nói với APA rằng cuộc duyệt binh trên biển ở Nhật Bản sẽ được tổ chức định kỳ, chủ yếu nhằm vào Triều Tiên. Tuy nhiên, Hải quân và Không quân Triều Tiên không thể so sánh với Nhật Bản và Hàn Quốc. Mà Hải quân Hàn Quốc quyết định tham gia cuộc duyệt binh do Nhật Bản tổ chức vì Triều Tiên tiếp tục tiến hành các vụ thử hạt nhân và phóng thử tên lửa. Cùng ngày với cuộc duyệt binh ở biển Nhật Bản, quân đội Trung Quốc đã điều 46 máy bay chiến đấu đến gây rối Đài Loan. 10 bảy chiếc đã vượt qua đường trung tâm của eo biển Đài Loan. Ông Dương Vũ Thắng chỉ ra rằng, có nhiều phân tích về thời điểm Trung Quốc tấn công Đài Loan. Mặc dù tấn công Đài Loan là một lựa chọn, nhưng đối với chính quyền Trung Quốc, liệu họ có coi đây là kết quả mà họ mong muốn không? Bao gồm cả sự phát triển kinh tế nội bộ của Trung Quốc, cũng như thiệt hại sau khi phát động các hoạt động chiến đấu, khả năng bị trừng phạt quốc tế và quy mô của các cuộc xung đột kinh tế nội bộ của Trung Quốc. Hơn nữa, chính quyền trung quốc cũng không có lợi thế quân sự tuyệt đối ông dương cũng đề cập rằng trong tình hình hoa kỳ đã gia tăng các biện pháp trừng phạt và ngăn chặn xuất khẩu chip sang trung quốc nếu bắc kinh có thể dựa vào chuỗi cung ứng và năng lượng của mình để tự cung tự cấp mà không bị cộng đồng quốc tế hạn chế thì các con bài của họ sẽ khác biệt ông dương nói khi nước này có nhiều lợi thế về thể chế đời sống và quyền phát ngôn quốc tế hơn hiện tại liệu vấn đề ở biển Đài Loan có còn giống như hiện tại không? Các hoạt động tác chiến có còn thu hút sự chú ý không? Các vấn đề xuyên ở biển Đài Loan sẽ tiếp tục leo thang không? Những thay đổi về sức mạnh quốc gia của Trung Quốc và những thay đổi của tình hình quốc tế cũng sẽ tạo ra những đáp án khác nhau. Ngoài ra, Đô đốc Charlie Richard, tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Hoa Kỳ, gần đây đã cảnh báo rằng Bắc Kinh đang phát triển vũ khí hạt nhân nhanh hơn Hoa Kỳ và tin rằng đây là vấn đề mà Hoa Kỳ cần lưu ý trong tương lai gần. Về vấn đề này, ông Dương nói rằng ông không tin rằng việc chính quyền Bắc Kinh phát triển các khả năng như vậy có thể thực sự gian đe Hoa Kỳ, bởi vì vẫn còn khoảng cách giữa khả năng đối đầu và tiến hành một cuộc tấn công. Ông Trần Quốc Minh thì cho rằng Mỹ và Nga vẫn chiếm phần lớn các đầu đoạn hạt nhân, và Trung Quốc không phải là đối thủ của Mỹ và Nga trong phương diện này. Ông nói, Điều mà ngoại giới thực sự lo lắng là quy trình ra quyết định của các nước phi dân chủ là không hợp lý. Giống như Tổng thống Nga Putin, hãy nói đánh là đánh. Đây là điểm mà thế giới lo lắng nhất về các nước độc tài. Phần cuối chương trình là một thông tin tới từ Trung Quốc. Số người giàu Trung Quốc trong danh sách tỷ phú sụt giảm nghiêm trọng. Danh sách tỷ phú hàng năm được công bố vào thứ Ba, ngày 8 tháng 11, cho thấy các yếu tố như chiến tranh Nga-Ukraine chính sách xóa sổ Covid của chính quyền Trung Quốc và thị trường chứng khoán ở Trung Quốc và Hồng Kông sụt giảm đã ảnh hưởng đến tài sản của những người siêu giàu có ở Trung Quốc. Tài sản của họ trong năm nay đã giảm ở mức cao nhất trong vòng hơn 20 năm qua. Danh sách người giàu Hurun xếp hạng những người giàu nhất Trung Quốc với giá trị tài sản dòng tối thiểu là 692 triệu đô la Mỹ. Danh sách người giàu Hurun năm nay cho thấy chỉ có 1.305 người Trung Quốc giảm 11% so với năm ngoái. Tổng tài sản của các tỷ phú là 3,5 nghìn tỷ đô la Mỹ, giảm 18%. Trong khi đó, số người có 10 tỷ đô la Mỹ trong năm nay giảm 29 người, xuống còn 56 người. Danh sách tỷ phú giảm 239 người. Robert Huger, chủ tịch kiêm nhà nghiên cứu chính sách của danh sách người giàu Hurun cho biết, năm nay danh sách người giàu Hurun ở Trung Quốc sụt giảm mạnh nhất trong 24 năm qua. Triển vọng kinh tế toàn cầu năm nay đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc chiến ở Ukraine và tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm lại. Điều này càng trở nên trầm trọng hơn bởi chính sách xóa sổ Covid của chính quyền Trung Quốc và tình trạng suy thoái bất động sản kéo dài. Các biện pháp kiểm soát và đàn áp kéo dài 2 năm của ông Tập đã ảnh hưởng đến các công ty công nghệ lớn nhất của Trung Quốc, bao gồm Alibaba và Tencent. Niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán Hồng Kông và Trung Quốc đã sụt giảm trong những tuần gần đây. Dương Huệ Nghiên, nữ doanh nhân đứng sau Country Garden, cũng như nhiều nhà phát triển bất động sản Trung Quốc khác đang vật lộn với nợ nần. Bà Dương đã mất đi 15,7 tỷ đô la Mỹ tài sản, mức sụt giảm lớn nhất trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc năm 2022. Tài sản của Trương Nhất Minh, người sáng lập Biden, giảm 28% do định giá của công ty này giảm. Tài sản của Tăng Ngọc Quân, chủ tịch tập đoàn CATL cũng giảm 28%. Người sáng lập Tencent, Mã Hóa Đăng, là người sụt giảm tài sản lớn thứ hai ở mức 14,6 tỷ đô la Mỹ trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ giảm. Người sáng lập Alibaba, Jack Ma và gia đình của ông đã lùi 4 bậc trong danh sách và hiện chỉ ở vị trí thứ 9. Trung Quốc mất đi 293 người giàu trong danh sách, trong đó 14% người giàu trong ngành bất động sản và 11% trong ngành chăm sóc sức khỏe. Thượng Hải có số người giàu giảm lớn nhất, chiếm 15%. Tiếp theo là Bắc Kinh chiếm 11%. Số lượng doanh nhân làm giàu nhờ bất động sản tiếp tục giảm, từ 50% trong danh sách người giàu Trung Quốc Hurun 20 năm trước xuống còn 20% vào 10 năm trước, 15% 5 năm trước và 10% trong năm nay. Ông Rupert Hoorp nói, số lượng doanh nhân làm giàu nhờ bất động sản tiếp tục giảm, từ 50% trong danh sách người giàu Trung Quốc Hurun 20 năm trước xuống còn 20% vào 10 năm trước. 15% năm năm trước và 10% trong năm nay. Ông cũng cho biết, nhân vật số 1 của Evergrande hứa ra ấn tiếp tục bán tháo tài sản để trả khoản nợ 300 tỷ đô la Mỹ đã được báo cáo. Vụ mua bán mới nhất là một ngôi nhà nhìn ra công viên Hyde Park ở London với giá hơn 200 triệu đô la Mỹ. Tài sản của ông Hứa đã giảm thêm 60% xuống còn 4 tỷ đô la. Thưa quý vị, Phần tin vừa rồi cũng đã khép lại mục tin cập nhật sáng ngày 9 tháng 11 của Deccan News. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thu Lâm xin kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.